Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Pacific Realty and Finance, chuyên mua bán nhà, tài trợ địa ốc, refinance với tiền lời thấp, no point, no cost, tận tâm, uy tín, đáng tin cậy. Lộc Nguyễn, 714-823-5529. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ở phần trước thì Ngọc Lan đang nhắc đến cái câu chuyện về ông cụ Paterno 96 tuổi vừa mới tốt nghiệp bằng đại học ngành lịch sử và triết học của một trường đại học ở Palermo, ở Sicily, ở Ý. Thì câu chuyện về ông khá là thú vị, như đã nói là ông lớn lên và không có thời điều kiện để đi học thì ông đã nhập ngũ vào trong hải quân của Ý để gia nhập Thế chiến thứ hai. Rồi sau đó thì sau khi mà đã đi làm giải ngũ rồi thì ông đi làm trong ngành đường sắt rồi lập gia đình, và đến năm 31 tuổi thì ông mới lấy xong cái bằng trung học, và đến năm 2017 thì ông mới bắt đầu ghi danh vào trường đại học Palermo để mà cố gắng làm sao để lấy được cái bằng đại học. Và một cái điều rất là thú vị là khi ông vào trong trường á thì cái thời đó là người ta đã xài những cái internet đồ rồi, nhưng mà ông vẫn dùng cái máy đánh chữ của người mẹ cho ông. Cái máy đánh chữ cho ông là từ năm 1984, và ông dùng cái máy đánh chữ đó, và cũng như là ông dùng những cái quyển sách đó hơn là ông xài internet. Thì những cái vị giáo sư của các trường đại học này đã nói ông là một cái như là một cái tấm gương cho những cái sinh viên trẻ hơn. Thì khi mà ông tốt nghiệp đại học đó thì đương nhiên những cái sinh viên ở trong trường đều nhỏ hơn ông rất là nhiều, thì người ta cũng trao cho ông cái vòng mà nguyệt quế. Ông nói rằng là khi mà ông đã tốt nghiệp xong như vậy rồi thì bởi vì cái tuổi tác của mình cho nên là ông chỉ không có muốn đi đâu nhiều hết, và ông dành phần lớn thời gian còn lại của đời mình để mà ông viết sách. Ông coi lại những cái gì mà ông đã thu thập được từ bấy lâu nay mà không có điều kiện để mà nghiên cứu sâu thêm, thì bây giờ ông bắt đầu để mà ông ngồi xuống ông xem lại, thì đó là cái mục đích của cuộc đời ông. Và ông có nói một cái câu rất là nghe rất là hay, đó là đối với ông đó là kiến thức nó giống như là một cái chiếc vali vậy đó, và ông luôn mang theo ở bên mình. Thì ông cụ này là tốt nghiệp đại học là 96 tuổi, tức là người già nhất của cái trường đại học này ở Ý. Tuy nhiên theo cái kỷ lục Guinness ghi lại đó, thì cái người mà tốt nghiệp đại học lớn tuổi nhất thế giới là một người Nhật. Ông này cũng khi tốt nghiệp là ông được 96 tuổi 200 ngày, tức là ông cụ người Ý thì là tốt nghiệp là 96 tuổi, nhưng mà cái kỷ lục Guinness ghi thì là ông cụ ở Nhật tốt nghiệp là 96 tuổi cộng thêm 200 ngày, tức là gần được 97 tuổi. Thì đó là một cái câu chuyện, nó làm một cái gì đó để mà cổ vũ tinh thần của nhiều người mà mình còn đang ngần ngại có một cái sự học hỏi, hay là một cái những bước vào trong những cái điều mà mình chưa làm được, thì thời gian nó không là coi như là mình cứ làm không cần chờ đợi thời gian, đúng không? Như quý vị thấy trên hình đó thì cụ ông đang được mọi người chúc mừng khi mà ông tốt nghiệp đại học. Thưa với quý vị thì ông cụ này đó, người ta nói rằng là ông sống sót qua hai thời kỳ lớn trong cuộc đời, đó là cuộc thế chiến thứ hai, rồi sau đó là Covid hiện nay, và bây giờ thì ông đã tốt nghiệp đại học. Hồi nãy thì có cái hình ông được treo cái vòng hoa ở trên đầu, vòng nguyệt quế. Rồi gọi đó là mọi người chúc mừng ông nè. Bây giờ chắc ông có cháu trách rồi nhiều lắm rồi. Ông gia nhập vào quân đội để đi thế chiến thứ hai vào lúc ông mới có 20 mấy tuổi thôi đó. Nhưng mà hồi nãy mình thấy là ông cũng xài cái máy tính mà hồi xưa, cái máy đó giờ là máy cổ đó, máy đó bán tiền không nha, đừng có chê cái máy đó như vậy đó. Cho nên nó thở ra rằng là it is now or never, thà là bây giờ còn hơn là không bao giờ. Thì cái câu đó lúc nào nó cũng đúng cả, cho nên phải nói rằng là rất khâm phục
khâm phục, để mình nhìn theo, mình noi gương theo cái tấm gương như vậy. Bây giờ Ngọc Lan đã nói về một cái người cao tuổi rồi, thì đáng lẽ cụ ông này là phải ăn thượng thọ mấy đợt rồi đó. 96 tuổi. Thì bây giờ qua một cái bản tin khác nha. Bản tin khác thì nó cũng vui vui đó. Đó là cũng là thượng thọ luôn nữa. Một cặp vợ chồng. Đó, một cặp vợ chồng. Ông chồng thì tên là Trang Wang Ji. Bà vợ là Su So E. Hai người này, một bà vợ thì hơn ông chồng 1 tuổi. 84 tuổi, ông chồng có 83 thôi. Có một cái tiệm giặt ủi ở bên Đài Trung đó quý vị, ở bên Đài Loan đó. Thì sau bao, cái tiệm này cũng lâu lắm rồi, thì sau bao nhiêu ngày đó, thì có những cái người người ta tới giặt ủi rồi người ta để quên ở đó luôn. Hay là người ta không lấy nữa, hay là ta không có tiền, hay là người ta đã không còn sống nữa, thí dụ như vậy đi. Thì bao nhiêu cái đồ đạc đó đó, cả mấy năm trời không ai tới nhận hết. Thì hai vợ chồng già này mới nghĩ ra cái cách là bây giờ mình làm fashion chơi đi. Lấy đồ đó ra mặc vô để làm cho nó fashion. Nhưng mà quý vị phải để ý đó nha. Từ ngày 3 tháng vừa qua đó, thì số lượng người theo dõi cặp vợ chồng này ở trên Instagram càng ngày càng lên nhiều. Người ta nói wow, cặp vợ chồng lớn tuổi như vậy mà vẫn gọi là thời trang. Theo trào lưu thời trang. Cho nên nó thưa quý vị nói rằng là đây là một cặp vợ chồng, hai người thì sống hạnh phúc rồi. Có một cái tiệm nho nhỏ ở Đài Trung, rồi sau đó thì bây giờ mở ra một cái Instagram là mặc những cái đồ mà những người đã bỏ đi đó. Đó, không lấy nữa, không nhận đó, thì mặc vô rồi chụp hình là cũng vui lắm, cũng hay lắm. Hai cái cặp vợ chồng này đó, ông này đã làm cái nghề giặt ủi là từ lâu rồi. Và đến năm 1959 thì hai người họ kết hôn và lại họ tiếp tục làm cái công việc giặt ủi này. Cho nên là từ tính đến nay, mặc dù là họ kết hôn được 61 năm, nhưng mà họ đã làm trong cái công việc này á là gần 70 năm. Thì những cái đồ đạc của khách bỏ quên rất là nhiều, mà đôi khi mình cũng tự nghĩ mình đem đồ đi giặt ủi mình có bỏ quên lại bao giờ không. Thì họ cứ tích góp như vậy. Thì trong cái thời Covid-19 thì cũng như bao nhiêu cái cửa hàng khác, thì tiệm giặt ủi của cặp vợ chồng này nó cũng bắt đầu trở nên là rất là điều hiu, vắng khách. Thì chính vì như vậy cho nên là người cháu của ông bà này mới nghĩ ra một cách là tạo ra một cái tài khoản, một cái tài khoản Instagram, để vì biết rằng là ông bà của mình á là thích thời trang, thích mặc những cái bộ trang phục đó, trong khi bà cụ á thì thích mặc những cái váy, thì ông cụ thì lại thích nhất là mặc những cái áo sơ mi mà được ủi phẳng phiu. Và ông nói rằng là những cái áo mà được ủi thẳng như vậy đó, khi mà mặc vào người nó làm cho tôi cảm thấy tôi trẻ trung hơn và thấy là mình là professional hơn, chuyên nghiệp hơn. Thì khi mà người cháu này chỉ có mục đích là làm ra cái đó để cho ông bà cụ vui thôi, muốn kéo ông bà ra khỏi cái chuyện mà cứ ngồi bần thần nhìn cái tiệm mình nó trở nên nó hiu hắt như vậy. Thì cái tài khoản này mở ra là từ tháng 6 năm 2020 vừa rồi. Nhưng mà không ngờ rằng là cho đến bây giờ đã trên 600.000 người để mà vào xem hai ông bà cụ này, cái cách họ chụp hình như thế nào, cái cách họ ăn mặc ra làm sao, rất là ngộ. Thì hai ông bà này lên thì họ vui lắm, họ nói rằng là họ vui vì được những cái người ta vào, người ta coi, rồi người ta đưa những cái lời bình luận, người ta giống như một cái cuộc chuyện trò vậy đó. Thì hai ông bà này kêu rằng là cũng đưa ra lời khuyên là thời trang, tức là quý vị đừng bao giờ chạy theo những cái mốt đang hiện hành. Đó là thời trang, nó là nó có thể là lặp lại cái cũ, nhưng mà đó là do cái sự mình biết kết hợp như thế nào thì nó ra là thời trang. Thì nói là cái khi mà những hình ảnh này nó được đưa lên internet á, thì cái số lượng khách hàng mà đến tiệm giặt ủi của ông bà này á chưa phải là tăng lên, nhưng mà những cái khách hàng mà thường xuyên á, khách hàng cũ của họ đó, thì lại có nhiều cái cuộc trò chuyện với họ hơn. Thì cái điều đó là làm cho họ cảm thấy là cái cuộc sống của họ nó trở nên nó vui vẻ hơn, nó có ích hơn, nhất là ở cái độ tuổi mà ngoài 80 như thế này. Nhưng mà cái điều đặc biệt trong cái cuộc mà phỏng vấn thì họ nói rằng ai đi đến mang đồ đến giặt thì nhớ đến lấy về.
Có cái điều đó là cái cuộc sống đó, nó làm cho người ta có những cái cơ hội á, vui lắm. Thí dụ như là cặp vợ chồng này đó mà lên YouTube mà nhiều người coi đó, thì họ cũng cái tài khoản của họ cũng được tiền. Thí dụ như vậy, có những cái nó vô duyên lắm, nó tự nhiên. Nó tự nhiên là một cái video mà người ta quay lại một cái cảnh nào đó, người ta bỏ lên YouTube, tự nhiên trong một đêm trở thành mấy triệu người coi. Mà khi có mấy triệu người coi như vậy đó, 1.000 người thì mình được mấy đồng, 10.000 người thì được mấy chục đồng, thế vậy đi. Rồi bao nhiêu triệu người coi như vậy thì họ được được cái tiền mà để là coi YouTube để mà quảng cáo đó. Cho nên đây cũng là một cái nó lạ lạ. Cũng may là có người cháu là cái anh Rip Chang đó đó. Người cháu đó, đó, quý vị thấy là tạo ra một cái tài khoản rồi hai vợ chồng bây giờ thành người gọi là người mẫu già nhất của Đài Loan đang được lên lên hình, lên sóng rồi đó. Mình nói là người mẫu lớn tuổi thì người ta kỵ chữ già. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lam với những bản tin liên quan đến đời sống.